Em nhìn đi, coi kỹ nha, cành hồng thiệt á. Em sờ thử coi. Rồi, nhìn kỹ nè. Ủa, em mới thấy cành hoa mà. Anh bảo giấu bông hoa ở đâu rồi? Em cũng muốn biết bông hoa đó đang nằm ở đâu không? Vậy ngồi yên nha. Một, hai, ba. Tặng em. Sao anh bảo làm được hay vậy? Anh học lớn thôi mà. Anh bảo giỏi thiệt á. Em còn nhớ lúc còn nhỏ anh hay trốn học không? Mấy ngày đó anh trốn học á là để đi ra cái gánh sân đông mãi giỏ để học lớn người ta mấy trò ảo thuật này nè. Người ta biết anh là cậu ba nên không có dám dạy. Không có dám dạy anh học lỏm luôn. Công nhận anh bảo giỏi ghê á. An Dường ba à, An à, em có chuyện gì cần chị giúp hả? Chị Trúc nè, tôi biết là chị rảnh rỗi lắm, không có gì để làm hết. Nhưng mà chị cũng đâu có nên bắt chú ba phải hầu chuyện chị như vậy. Chú ấy còn biết bao nhiêu công việc. Chị xin lỗi nha, tại chị không có cố ý. Trúc không có lỗi gì hết. Hôm nay ở xưởng không có gì quan trọng nên tôi mới ở nhà chơi thôi. Trúc, cũng lâu rồi anh em mình không nói chuyện với nhau, cũng phải hàn huyên cho ba câu chuyện chứ. Từ bữa em về đây tới nay á, anh em mình đã nói được gì đâu. Vậy thì Trúc không cần phải đi đâu đâu, ở đây là được rồi. Ừ.